Anh chị em nhé, hôm nay em Trinh Trang lên test giới thiệu với các bác của anh chị em cái chất âm tuyệt vời của cái model đẩy crow hàng bãi VIP được sản xuất tại Mỹ, sử dụng chạy nguồn điện 115V. Với cái model crow này thì em Trinh Trang đang có hai loại, đó là CN1 và CN2. Các bác và anh chị em lưu ý cái model CN1 và CN2 này là cái model đời mới rất cao của hãng Crown, chạy là 12 sò và 24 sò các bác và anh chị em nhé, chạy 12 sò và 24 sò. Cái này nó có những cái tính năng rất hay, khác hẳn với cái model Macotech 1200 và 2400 hoặc 3600 các bác và anh chị em nhé. Cái model này thì cái điều ưu điểm nổi bật của nó là cái chất âm trong sáng, khỏe, mượt, rất sạch, rất hay. Và đặc biệt là cái lúc mà các bác và anh chị em bật nghe là nó không bị cái tiếng quạt nó kêu to mạnh ù như là cái model Macotech 200 400 600 800 1200 2400 và 3600 các bác và anh chị em nhé. Cái này đặc biệt là khi các bác và anh chị em là bật máy chạy nó nóng lên thì bắt đầu tiếng quạt nó mới chạy các bác của anh chị em nhé, quạt mới chạy mới hơi nghe tiếng quạt đấy. Đấy, đây là bình thường là quạt không chạy các bác của anh chị em nhé, quạt nó sẽ đứng như này đấy. Khi mà các bác chạy to lên là cái hệ thống sò bên trong này là 24 con sò này nó ở cái mức độ nhiệt độ nó nhất định cho phép, ví dụ như là 50 độ thì dơ le nó bị đóng cho quạt chạy, quạt đứng chạy rất êm, rất hay các bác của anh chị em nhé. Với đáp nguồn to phạc, máy giày đặc đẹp như mới luôn. Các bác của anh chị em có nhu cầu thì liên hệ với em để sở hữu cái model đẩy CN1, CN2 đang có tại em Trinh Trang ở đây, qua địa chỉ trên. Em Trinh Trang ở đây địa chỉ số 38 của Cẩm Giàng Hải Dương, điện thoại 0967 697 99 và 0967 789 em sẽ ở đó phụ trợ cọc.